Chào các em. Hôm nay các em đọc qua bài số 3. Tức là các em sẽ đi lên một bậc nữa. Bài sẽ càng ngày càng khó. Và đây là phần 1, tức là phần A của bài số 3. Nếu mà các em chăm chỉ học các phần số 1, số 2, thì trong phần số 3 này sẽ có một vài cái thí dụ cho nó. Thí dụ như bài số 3 thì nó có chỉ có 4 phần này thôi. Phần thứ nhất là nói về con số, challenge và cách thức trả tiền như thế nào. Và cái cách đặt câu và cách sử dụng dash. Và sau đó mình học về các đọc số và các tính thời gian, tức là tính giờ giấc. Thì đi challenge có nghĩa là những con số, thì động từ của nó là challenge, tôi đếm số. Đó, thì tiếng Đức nó hay ở cái chỗ đó, danh từ là challenge nhưng mà thêm hai dấu chấm ở trên, ta thêm cái umlaut thì là challenge, thì lại là đếm số, là một động từ, tôi đếm những con số. Thì ich bin im Klassenzimmer und sehe hier viele Schüler. Ich bin im Klassenzimmer und sehe hier viele Schüler. Thầy đọc chậm chậm cho các em nghe. Ich bin im Klassenzimmer Zimmer und sehe hier viele Stühle. Chữ U. Wie viele Stühle sind hier? Các em nhớ nhỉ? Wie viele có chữ E đằng sau đây. Mai mốt em học sẽ không có chữ E. Đó là trường hợp sẽ giảng sau. Nhưng hiện giờ là cái ghế. Tức là có bao nhiêu cái ghế ở đây. Wie viele Stühle sind hier? Cái ghế là mình thấy được, mình đếm được, cho nên phải có chữ E ở đây để dành cho trường hợp là đếm được. Wie viele Stühle sind hier? Ich zähle, bắt đầu tôi đếm. Ich zähle die Stühle, là tôi đếm các ghế. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Also, es sind zwölf Stühle im Klassenzimmer. Các em hiểu, tức là tôi đếm, tôi thấy 12 cái và như vậy là có es sind, tức là có 12 cái Stühle im Klassenzimmer. Nó là như vậy. Và các em sẽ đọc tiếp những con số. Thì như đã nói, đi chán là một con số giống cái, đi chán, số nhiều là đi chán lớn, là những con số. Cho nên các em phải biết nó là đi chán, đi chán. Các em đọc sai đi chán thì này là cái hàm, cái mấy cái răng gọi là đi chán, tức là đọc, nhưng mà cái này là đi chán, có chữ L là phải thè lưỡi ra ngoài giữa hai cái răng, đi chán. Đó là cái vấn đề nằm ở ngay chỗ đó. Đi chán lên những con số, động từ là đi, động từ là chán lên, có nghĩa là đếm số, thành ra hai chữ nó hơi khác nhau nghe. Chán lên, đi chán lên. Ví dụ thì như vậy mình sẽ chia động từ là ich zähle, du zählst, er zählt, wir zählen, ihr zählt, sie zählen. Đó là động từ. Nó rất là dễ hiểu, giữa zahlen biến thành zählen. Và kế tiếp nữa là cũng trong trường hợp này á, ví dụ như các em nói ich habe kein Geld, aber eine Bankkarte. Tức là kein, tức là không á, ich habe kein Geld, aber eine Bankkarte, tôi không có tiền nhưng mà tôi có một cái Bankkarte. Bankkarte tức là cái thẻ tín dụng á. Ich habe kein Geld, aber eine Bankkarte. Udo hat viel Geld, Udo hat viel Geld. Udo hat viel Geld, tức là Udo có nhiều tiền lắm. Er hat Münzen und Scheine. Münzen là tiền xu mà Scheine là tiền giấy, tức là tức là Udo đó. Udo hat viel Geld, er hat Münzen und Scheine. Ich zähle, bắt đầu tôi mới đếm, ich zähle, 5 mal 2 Euro Stück, tức là có 5 cái mà đồng xu, đồng 2, đồng tiền chì 2 Euro. Như vậy, das sind zusammen 10 Euro, tức là cộng lại là 10, tại vì 5 lần 2 là 10. Ich zähle, 5 mal, tức là 5 lần 2, 5 mal, cái lần giống như tiếng Nhật, 5 mal 5 lần. 2 Euro, das sind 10 Euro. Und er hat auch viele 1 Euro Stück.
và nó cũng có nhiều cái ein euro stück ở trên này, zwei euro stück, bây giờ là ein euro stück. Er hat auch viele ein euro stück. 11, 12, 13, 14, 22 euro, tức là đếm, còn đấy là 10, giờ đếm 11, 12, 13, 14, 22. Oops, er hat noch 8, 5 euro 10 stück, tức là oops, như vậy à, kia kia nó còn có, er hat noch, vẫn còn 8 cái 50 sen, 8 mà 8 lần 50 euro sen. Ở trên các em biết là euro cent, tức là đồng tiền xu, 50 cent, 50 euro cent stück. Thì như vậy các em học được những từ gì? Bankkarte, tức là đi bankkarte, là thẻ nhà băng. Đi münz, der sign, tiền xu giấy. Der euro cent, tiền xu. Der euro sign, là tiền giấy. Đó là những cái từ ngữ các em đọc. Nếu ở... Và... Bây giờ chúng ta lại tiếp tục đếm trên lên. Cúc mà coi kìa, cúc mà Udo hat viele Geldscheine. Cái bài trước là thấy viele Geldstücke, bây giờ tới viele Scheine, tức là tiền giấy, viele là viele Scheine. Er zählt, nó đếm, zuerst die 5 Euro sei. Zuerst die 5 Euro sei, tức là đếm trước 5 Euro. 45, 50, 55, 60. Und dann die 10 Euro sei, sau đó 10 Euro sei, 70, 80, 90, 100. Also, es sind noch viel Kleingeld, tức là tiền lẻ, aber es sind nur Euro cent, tiền xu thôi, nó không cần đếm, die 10 sind ja nichts, die 10 sind ja nichts, tức là nó không cần đếm gì cả. Như vậy là các em biết, ở chế này là, chủ yếu cái bài này là đếm tiền chứ không có gì cả. Cho nên, và, các từ ngữ như Kuchmann là xem kìa, noch tức là còn thêm, Kleingeld là tiền lẻ. Và đây là những cái để cho các em biết khi mình đếm tiền và khi mình trả tiền, tức là đáng giá bao nhiêu. Trên lần là đếm tiền, nhưng mà kosten tức là giá, phí tổn, đáng giá, giá bao nhiêu. Es sind viel Geld, đó, nhiều tiền lắm. Udo kauft ein Buch, Udo là mua ein Buch. Zwei Hefte, ein Bleistift, Briefpapier und eine Zeitung. Briefpapier là giấy viết thư và một cái tờ báo, eine Zeitung, tờ báo. Udo kauft ein Buch, zwei Hefte, ein Bleistift, Briefpapier und eine Zeitung. Udo kauft ein Buch, zwei Hefte, ein Briefpapier, ein Bleistift, ein Briefpapier und eine Zeitung. Also, Udo kauft ein Buch, zwei Hefte, einen Bleistift, Briefpapier und Zeitungen. Das Briefpapier, tức là cái giấy viết thư, is teuer, kostet 2 euro. Das Briefpapier is teuer und kostet 2 euro. Die Hefte sind billig, như cuốn sách, cuốn vở thì billig. Ein Heft kostet nur 50 cent. À, thì ở đây các em học được cái chữ teuer, rất billig, rẻ, nur, tức là chỉ, và những cái chữ khác chủ yếu của nó. Và các từ ngữ như là Briefpapier là giấy viết thư, Kosten là cái giá bán là bao nhiêu, Teuer là đắt, Billig là rẻ. Những chữ này đọc một lần là hiểu. Kosten, Teuer, Billig. Was war das? Okay. Die Rechnung. Zahlen und bezahlen. Khi nào thì dùng zahlen và khi nào dùng bezahlen. Vấn đề nó nằm ở cái chỗ đó. Khi mình nói đi Rechnung, bây giờ mình có một cái Rechnung, tức là một cái biên lai của mình mua cái gì đó, thì hết đi Rechnung nhé. Ein Buch là 2 euro, Hefte 2,50 euro, Bleistift 40 cent, Briefpapier 2 euro, Zeitung 3,50 euro, total 8,90 euro. Also das ist eine Rechnung. Was machen wir mit dem Rechnung? Tức là bây giờ các em nhận được một cái Rechnung ghi rất là rõ ràng như vậy, total là tổng cộng như vậy. Thì bây giờ đó là Udo kontrolliert die Rechnung, Udo kiểm soát lại cái biên lai đó, Udo kontrolliert die Rechnung. Khi các em nhận được một cái Rechnung phải kiểm soát nữa, Udo kontrolliert die Rechnung. Die Summe stimmt, stimmt có nghĩa là chính xác, không có sai. Die Summe tức là tổng số, die Summe stimmt.
tất cả tổng số chính xác. Es sind Achoronoisig, cộng lại thấy đúng. Es sind Achoronoisig, có nghĩa là Udo là controller cái Rechnung rồi, và cái Rechnung cái Summe stimmt. Đó, total tổng 8. Bezahlte Rechnung, tức là khi mình nói cái Rechnung này á, thì nó phải là bezahlte Rechnung. Bezahlte Rechnung. Nhưng bezahlte chú giá mình ác euro nói gì, tức là nếu mà tính tiền á, thì nó phải trả là 8 đồng 90, nó phải là bezahlte. Nhưng nếu mà cái Rechnung đó thì là bezahlte Rechnung. Các em không được nói sai, tức là em không được nói bezahlte Rechnung, nó trả tiền cái bên lai, cái đó không được, mà chỉ được là bezahlte Rechnung. Và zahlt tức là trả tiền thì chỉ là tiền thôi, còn mình trả cái biên lai thì người ta gọi là bezahlt. Các em hiểu không? Tức là sự khác biệt giữa zahlen và bezahlen là như vậy. Zahlen là luôn luôn trả tiền, còn bezahlen là trả cái Rechnung thôi, hay đồ vật gì đó. Ví dụ mua cuốn sách hay mua cái áo thì bezahlen cái đó thôi. Các từ ngữ kontrollieren là kiểm soát, estimmt là đúng chính xác, đi Summe là tổng số, zahlen là trả tiền mặt, bezahlen tức là thanh toán cái biên lai. Đó, thì đọc là kontrollieren, estimmt, đi Summe, zahlen, bezahlen. Đó. Và bây giờ tiếng Đức nó cái đặc biệt là nó hay ghép từ lại với nhau, hai chữ nó ghép lại với nhau. Ví dụ như Briefpapier thì nó gọi là Briefpapier, nó ghép liền nhau như vậy. Tiếng Việt mình á, thường thường tiếng Việt mình thì phải có ghép nối ở giữa, nhưng mà tiếng Đức thì nó viết thẳng vào nhau luôn. Và cái chữ Das Papier này á, là nó đem mang theo, thành ra mặc dù trước là Der Brief, nhưng mà Das Papier này á, là mới là chủ yếu, cho nên chỗ này gọi là Das Briefpapier. Cũng như đây, Das Geld là tiền, Schein là tờ giấy, Der Schein, cho nên Der Geldschein. Das Geldstück, Das Geldstück, Kleingeld, Klein là tính từ, Kleingeld, Das Kleingeld, 1 Euro, und die Münze, thì như vậy nó gọi là die Euro Münze. Cho nên trong bài này là để nói cho các em biết cái chữ đằng sau này nó mới xác định nó là Der, die, Das. Ví dụ như Das Papier thì là Das Briefpapier, die Münze thì die Euro Münze. Và cũng giống như kỳ trước á, là người Đức họ đọc cái bài này thì các em nghe không được đâu. Là tại vì sao? Tại có những chữ mà coi như là họ cho rằng là tự hiểu rồi, họ không cần nói nữa. Ví dụ như là ich hab, ich, nếu mà các em học trong trường á, những người như con nít mới tập đọc thì em sẽ nói ich habe kein Geld, aber eine Bankkarte. Đó là những người mới tập đọc, chứ không phải là những người đọc tới trình độ ABC gì nữa. Các em không nên tập như vậy, các em phải nghe người Đức. Ich là một tiếng thông thường, Đức nó biết rồi. Ich habe là đương nhiên, cho nên nó rất là nuốt cái chữ đó. Ich habe kein Geld, chữ kein tức là không có. Ich habe kein Geld, aber eine Bankkarte. Từ người Đức họ sẽ nói như vậy, chứ không phải chậm rãi họ nói là ich habe kein Geld, aber eine Bankkarte. Cái chữ kein Geld đối với họ là mạnh, tại vì cái đó mới là cái điểm chính trong câu nói. Ich habe kein Geld, aber eine Bankkarte. Udo hat viel Geld. Udo đó là có nhiều tiền. Cái chữ viel Geld mới là quan trọng. Chứ. Udo hat viel Geld. Er hat Münze und Scheine. Thấy chưa? Chữ Münze với Scheine đó, cái đó mới là cái quan trọng. Còn chữ Er hat này đương nhiên là nó đâu cần nói ai khác. Thành ra Udo hat viel Geld. Er hat Münze und Scheine. Ich zähle fünfmal Euro 2, tức là x là thì đương nhiên là nó không cần chữ x nữa, x là đủ rồi. Thành ra chữ x nói rất là nhỏ. X là fünfmal 2 Euro Stück. Stück. Chữ Stück, đáng lẽ Stück nhưng mà họ lại hay đọc là Stück lắm. Thành ra tại họ đọc nhanh, họ không muốn đọc nhỏ. Thành ra mặc dù viết là Stück nhưng mà họ lại đọc là Stück. Tức là x là đếm nè, trên này là đếm chứ không phải là Zahlen lần là khác, mà trên lần là khác nha. Zahlen lần là bỏ tiền, nhưng mà trên lần là đếm. Hai cái nó khác nhau, hai dấu chấm. Ich zähle 5 Euro Stück und das sind 10 Euro. Er hat auch viel 10 Euro Stück. Tức là nó cũng có nhiều cái 1 Euro Stück lắm.
Thành ra nó cái chữ eh này nó hầu như nó muốn không thèm nói. Unhat, nó nói như vậy. Ophil, I trend, ein Euro Stück. 11, 12, 13, 14, 22. Ups, hat noch 8 Euro 10 Stück. Ups, hat, chữ e nó không đọc nữa. Ups, hat noch 8 Euro 10 Stück. Thấy chưa, các em cẩn thận như vậy. Rồi sau khi các em đọc cái này, cố gắng luyện từ ngữ, luyện cách nói, luyện cách nghe để các em đi tiếp tục nữa, tại vì những bài kế tiếp nó rất là dài và cái grammatic, cái văn phạm, ngữ pháp nó càng khó thêm. Đó. Cho nên chúc các em gọi là nhiều vui thích trong những bài học như thế này.